nó có một cái interface là Action Listener, là dùng để lắng nghe cái sự kiện từ người dùng khi người dùng tương tác với lại cái nút nhấn này. Ví dụ người dùng có thể tương tác với nút nhấn này thông qua cái gì? Thông qua hành động gì? Click vào đúng không? À, như vậy nó sẽ gọi cái phương thức được gọi là Action Perform. Đây, Action Perform. À, như vậy khi cái sự kiện này nó xảy ra thì sẽ có một cái hành động tương ứng. À, thì sẽ có một cái hành động tương ứng, thì hành động đó, xử lý đó chúng ta viết trong cái phương thức action bột hơn. Nhớ nha. Chatbot. Trên hình là command line chatbot ha. Để tạo ra chatbot chúng ta cũng có một số constructor như thế này. Hiểu không? Nó có cái constructor này để làm gì biết không? Là để tạo ra một cái chatbot với cái gì? Với cái dòng thông tin của chatbot đó và tương ứng là cái gì? Trạng thái, à trạng thái này có nghĩa là gì? Check hay là không check? Riêng cái chatbot nó có những cái phương thức như là e-selected, có nghĩa là kiểm tra xem coi cái chatbot đó nó có được check hay không. Set-select có nghĩa là gì? Mình muốn biến cái chatbot đó, biến cái trạng thái của chatbot đó là gì? Check hay là uncheck? Cái này thì nó có thực thi cái interface là item state change, có nghĩa là nó phản ứng lại cái sự kiện là thay đổi trạng thái. Khi người dùng thay đổi trạng thái thì cái sự kiện này nó sẽ xảy ra. Và sự kiện này xảy ra thì sẽ có cái hành động tương ứng như thế nào, chúng ta viết trong cái phương thức là item state change. Rồi ra button này cũng tương tự ha, giống như chatbot, nhưng mà nó có cái điều rất là nguyên tắc của ra button là gì. Nếu có một nhóm ra button thì chỉ có một ra button được check thôi, không? Còn nếu có một nhóm chatbot thì sao? Có thể tất cả các chatbot đó được check, hiểu không? Nhớ cái nguyên tắc đó không? Rồi test field là cái gì? Test field là những cái component mà nó cho phép người dùng gõ thông tin vào. Được không? Gõ thông tin vào thì cái này kêu là cái test field. Cái này kêu là cái gì? Label, test field này. Button này. Ra button, nhớ nha. Rồi để tạo ra test field chúng ta có những cái constructor ha. Tag quy định số cột, tức là chiều dài của cái test field ha. Rồi. Và chúng ta thử tạo một cái giao diện gồm có label và có test field và có nút nhấn ha. Chúng ta làm như thế nào? Giờ tiếp theo chúng ta trở lại cái project của mình ở bên cái mainframe nè. Ở bên cái last mainframe nè, các bạn trở lại với cái last này. Bây giờ thầy sẽ tạo ra hai label ha. Tạo hai label. À, thì chúng ta sẽ khai báo gì? G label. Chúng ta đưa vào cái chuỗi ha. Thì gọi là username. Và thầy có một cái label nữa, đó là upwards. Thầy tạo hai ô, à thầy tạo một test field. Rồi tạo một cái password field.
Rồi nãy giờ mình tạo ra cái container đúng không? Đúng không? Là cái CVM á, tạo rồi mà. Rồi mình mới tạo ra cái gì? GPL gồm có hai cái, GTest View có một cái, GPassword nữa, rồi GPattern nữa đúng không? Tất cả những cái này gọi là cái gì? Thật mà nên GPassword View. Nhưng mà hiện giờ mình chưa gắn lên đây đúng không? Đúng không? Mình phải sao? Gắn cái component lên đâu? Lên đây nữa, đúng không? Đúng không? Những cái container này mình phải sao? Gắn nó vào đây. À, container này nó sẽ chứa những cái component đó. Với bài gắn bằng cách nào? Tạo hai nút nhấn nữa nha. Thêm các component vào GFrame. Khi vào chúng ta dùng cái phương thức là get gì? Get content ben chấm add component vào. Chúng ta add cái gì vào? Cái label username. Add từng cái nhá, có bao nhiêu component thì add bấy nhiêu component. À. Rồi. Add component password. Add cái label xong rồi add cái test field. Rồi sau đó là cái label. Password. Sau đó là label test field. Rồi sau đó là cái gì nữa? Hai cái gì? Hai nút nhấn đúng không? Đó các bạn thấy không? Có bao nhiêu component trên đây tôi đều add vào trong cái GFrame. Chạy lên coi. Rồi. Các bạn chỉ thấy một cái nút nhấn lúc lóc màu thôi đúng không? Khi các bạn đưa những cái component này lên này, chúng ta phải sử dụng sắp xếp nó như thế nào đúng không? Đúng không? Để sắp xếp nó như thế nào thì có phải là chúng ta dùng cái layout đúng không? Được. Layout tức là cách bố trí, cái sắp xếp, được không? Thì ở trên cái GFrame này nó sẽ sử dụng những cái layout như thế nào? Đúng không? Thì bây giờ chúng ta chưa có học layout thì bây giờ tạm thời ấy là chúng ta test cái layout này. Test layout new flow layout hả? Flow layout. Rồi. Test layout flow layout chúng ta dùng cái layout mặc định. À, chứ cho dùng cái layout đơn giản trước, flow layout. Layout này vài bữa sau chúng ta mới học nha. Rồi chạy lên. Rồi chúng ta thấy có những cái
Lem. Password field 20. Rồi. Your name các bạn thêm vào 20. 20 tức là cái chiều dài của cái text field các bạn. À. Đây hay xuống dòng cho các bạn dễ xem. Layer bên trái tức là chúng ta cho những cái component nó sắp xếp từ bên trái qua phải ha, chứ không vào giữa nữa. Tại 500 cũng được. Rồi. Chúng ta đừng có quan tâm là sao nó không đẹp, sao nó không vừa nha. Để chúng ta chưa có học cái phần layout. Vì vậy cái phần đó để sau. Bây giờ làm sao để đưa những cái component lên trên cái GFrame, cái giao diện là được. Trở lại. Chạy chưa? Ta sẽ thấy chúng ta sẽ ra có cái ha. Text field là dùng để gõ thông tin đúng không? Rồi một số cái trường password và chúng ta có những cái nút nhấn ha. Đây là cái sản phẩm của chúng ta. Rồi có rất nhiều cái component khác nữa nhưng mà chúng ta không có thời giờ để chúng ta để mong tất cả những component. Nhưng mà về mặt cơ bản tạo những cái component thì nó giống giống như vậy thôi. Như cái chatbot thì chúng ta cũng tạo và chúng ta làm sao? Add vào trong cái GFrame này. Còn radio button thì cũng vậy, chúng ta cũng tạo ra xong rồi chúng ta lại add vào trong cái GFrame này. Tất cả những component khác đều như vậy. Về xử lý, về xử lý cái sự kiện. Nghe nè, về xử lý sự kiện nha. Ví dụ chúng ta muốn xây dựng cái sự kiện click chuột vào trong một nút nhấn, như ở đây các bạn thấy chúng ta có nút nhấn gì nè, login phải không? Thì chúng ta muốn xây dựng cái sự kiện đó thì chúng ta phải nhớ là nó thực thi cái interface gì nhớ không? Action listener. Thì chúng ta chấm thực thi cái action add action listener. New. Chúng ta có cái thực thi cái phần action listener. Thì nó ra cái phần action perform. Nè các bạn, tôi làm lại các bạn coi nè. Nhà chú ý kỹ nè. Cái nút nhấn login của mình, mình phải thực thi cái interface add action listener, thấy chưa? Thấy chưa? Rồi enter. Các bạn thấy trong đây luôn đúng không? Chúng ta lại tiếp tục thực hiện new một cái action listener nữa. Thấy chưa? Rồi các bạn nhấn enter hoài cho tôi nè, nhấn enter nó có hỏi gì kệ nó, enter cái nữa là nó tự ra luôn. Và sau đó chúng ta muốn viết cái gì, xử lý gì đó chúng ta viết trong này. Thấy chưa? Rồi ví dụ nha, nhìn nè, tôi xử lý bằng anh nhấn những nút nhấn á thì tôi sẽ thông báo một cái hộp thoại. Rồi ví dụ tôi có một cái hộp thoại Z option band B new Z option band. Rồi. show message dialog. Rồi thông báo ha, hello world. Rồi các bạn xem nhé. Rồi tôi nhấn vào trong cái nút nhấn login này. Tôi nhấn vào, có phải là nó xảy ra sự kiện đúng không, sự kiện click đúng không, thì nó thông báo là cái chữ gì, hello world. Nhấn ok. Đó. Rồi. Rồi. Quỳnh ơi.
Có thể biểu của lớp này em cho thầy xin tập. Rồi, Z-test Array. Z-test Array nó khác với lại cái test field chỗ nào? Nó có nhiều gì? Nhiều dòng đúng không? À, nó khác với Z-test field chỗ đó. Về cách xây dựng thì cũng giống như vậy ha. Rồi. À, còn cái constructor này nó phải chỉ ra số dòng và số cột đúng không? Tại vì cái test array này nó gồm cái dòng và cột mà. À. Rồi, Z-password field như nãy ha, nó là một cái test field nhưng mà đặc biệt là cái nội dung nó hiển thị dạng ký tự đại diện thôi, chứ nó không có hiển, nó không có hiển thị cái nội dung. À, bởi vì nó là password, nó là bí mật mà. À. Rồi. Chúng ta có một số cái phương thức kèm theo cho cái phần cho những cái component. Ví dụ set icon, đối với những component như là button, set box thì nó có cái icon. Các bạn thấy không, những cái nút nhấn nó có cái hình icon này, thấy không? À, thì chúng ta sử dụng cái phương thức set icon. Chúng ta set, chúng ta đưa vào cái, chúng ta phải tạo ra một cái đối tượng hình, đó là image icon. Chúng ta string file name, tức là chỉ cái đường dẫn của tấm hình đó. À, hoặc là chúng ta tạo ra một đối tượng ảnh, rồi sau đó add vào trong cái đối tượng image icon. À, rồi cuối cùng chúng ta dùng cái phương thức set icon để chúng ta gắn cái icon đó vào. À, cái này quá trình làm chúng ta sẽ nhớ. À, các bạn đừng có nôn nóng chỗ này. À, đừng có sợ, thấy không? Thấy phức tạp nó sợ quá. Set mnemonic nè, cái này là biết gì không? Cái này mạnh lắm á, đừng có xem thường. Cái này là chúng ta cài đặt cái phím nóng cho mấy cái nút nhấn này, ha, phím tắt, được không? Và cái này nó giúp cho cái người sử dụng á thao tác nhanh, ha, đối với một số cái chức năng mà đòi hỏi cái tần suất cao, đúng không? Chứ hãy dùng, tôi nói thiệt, dùng chuột là lâu, dùng bằng phím nó mới nhanh, không? Anh dùng chuột anh rê từ đây anh rê lên đúng ngay nút nhấn anh nhấn cái là cái thằng kia nó nhấn anh Alt F cái là xong rồi, đúng không? Thậm chí một số người không thích dùng chuột. À, không có dùng chuột, thậm chí có một số cái công ty nó không mất con chuột luôn, chỉ dùng toàn phím nóng không vô làm rất lẹ. À, thì chúng ta dùng cái phương thức này ha, đó, set là chúng ta đưa vào cái ký tự, à, ví dụ ký tự C, à, hoặc là chúng ta đưa vào cái mã, à, mã bằng phím như là C. À, rồi test tool tiếp tức là gì? Chúng ta đưa cái con chuột vào trong cái nút nhấn thì nó sẽ gợi ý cho chúng ta một cái thông tin, ví dụ cái nút nhấn này để làm gì, hiểu không? Thì chúng ta dùng phương thức là test tool tiếp test. Set background là quy định cái màu nền của cái command đó. Ví dụ cái command là gband thì nó phải có cái màu nền của gband, không? Còn mặc định là gband nó sẽ không có cái màu nền và nó sẽ có cái màu nền mặc định là cái màu gì đó, không? Chúng ta muốn có cái màu khác thì chúng ta dùng phương thức set background command đó. Ví dụ các bạn thấy cái nút nhấn đâu rồi, cái nút nhấn mà nó thiết lập cái màu cyan. À, hệ thống màu thì các bạn có thể dùng từ khóa hoặc các bạn có thể dùng cái hệ thống số, mã số của màu. À, với điều kiện các bạn phải nhớ những cái hệ thống số đó. Còn cái này là xét màu chữ. À, ví dụ các bạn thấy ba nút nhấn này có cái màu đỏ hết trơn này, thấy không? Thì chúng ta dùng cái phương thức là xét foreground. Chúng ta nhìn vào chúng ta hiểu được rồi, chúng ta không cần phải nhớ liền bây giờ. Chúng ta làm chúng ta mới nhớ. Set border chúng ta tạo ra cái đường viền của cái component. Rồi. Set enable là gì? Là chúng ta sao? Cho phép cái component đó nó sao? Nó tương tác với người dùng. À, còn nếu mà set enable bằng false có nghĩa là cái component này nó sao? À, nó không có tương tác được với người dùng, tức là vô hiệu đó. À. Thì đối với một số trường hợp vô hiệu là đúng rồi, là bởi vì ví dụ như cái quá trình này nó đang chạy thì đừng có bấm như nút chạy nữa, thấy không? Hãy mình để là người dùng họ bấm ngộ vậy đó, thấy không? Người dùng nhiều khi họ không biết, hoặc họ biết mà họ cố tình họ chơi thử coi sao, bây giờ tao thấy mày nổi lên là tao bấm thử coi mày sao, thấy không? Đó, thì nó rắc rối lắm, thấy không? Nó sẽ rắc rối, thà mình vô hiệu hóa người dùng bấm hoài bấm không được, thấy không? À, các bạn biết gì mà phần mềm mà giao diện để lên xài tao thử tôi xài coi mày coi sao á. Set phong là chúng ta dùng phong chữ ha. Rồi. Set visible nãy mới học. Set visible là gì? Visible hả? À, hiện cái component lên. Như nãy chúng ta dùng set visible cho cái thằng gframe là gì? Để hiện cái gframe lên ha.